Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Thức dậy và dùng điểm tâm với món bánh mì gà khoái khẩu. Mua hai bánh chicken McWiddles đậm đà hay McChicken biscuit nóng chỉ có 3,50 đồng. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Đài Truyền hình Sài Gòn TV trên băng tần 56.10, 14.2. Mời quý vị vào Facebook, YouTube cũng như trang nhà Đài Truyền hình Sài Gòn TV.com để đọc các bản tin đáng chú ý, và lẽ đương nhiên chúng tôi gửi thêm quý vị phần tin tức cập nhật liên quan đến vụ thảm sát ở Atlanta từ tối ngày hôm qua. Thế nhưng mở đầu trong phần tin tức ngày hôm nay vẫn là dự báo thời tiết trong ngày, xem ra trời nắng đẹp trong những ngày tới, Thảo Hiền. Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, đúng là như vậy. Mưa, cái cơn bão nó đã qua đi rồi, cho nên là từ đây cho đến cuối tuần này đó thì trời đẹp, nhưng mà nhiệt độ không có cao lắm thôi quý vị, giữ trung bình là vào khoảng 67 cho đến 70 độ là cao nhất, trời có gió nhẹ. Và buổi tối đó thì xuống ở mức là khoảng từ 48 đến 50 độ, có tăng nhẹ so với những buổi tối trước, cho nên là quý vị cũng thấy đỡ lạnh hơn. Nói chung là những ngày này đó thì nhiệt độ thấp nhưng mà gió là vào khoảng 10 đến 15 dặm một giờ, cho nên là cũng thấy hơi lạnh lạnh, nhưng mà qua đến tuần sau đó, từ chủ nhật trở đi, quý vị thấy trời nắng ấm và nhiệt độ cũng tăng từ từ qua khỏi cái cuối tuần này. Số tiền 1.400 Mỹ Kim đã bắt đầu vào trong các chương mục ngân hàng của quý khán thính giả và những người Mỹ rồi, và dần dần sẽ được giải quyết. Thế nhưng số tiền này không kích thích thị trường chứng khoán nữa. Bây giờ họ đang nhìn sang phân lời của công trái phiếu 10 năm, và phân lời ngày hôm nay tăng khá mạnh. Và các chuyên gia về kinh tế tài chính họ nhận định rằng hãy để cho quỹ dự trữ liên bang có thể nâng phân lời lên một chút nữa để cân bằng với cái số tiền mà nước Mỹ đã đưa ra hỗ trợ cho nền kinh tế lên tới 2.000 tỷ. Điều đó là điều cân bằng, không có gì mà nghịch lý cả. Nhưng mà giới đầu tư lẽ đương nhiên bao giờ họ cũng muốn có một phân lời thấp, tạo sự dễ dàng cho các công ty đầu tư và mua bán. Và việc phân lời tăng đã khiến gây ảnh hưởng, và khu vực Nasdaq bị ảnh hưởng nặng. Nasdaq bao giờ cũng có những cổ phiếu liên quan đến ngành công nghệ cao, thung lũng hoa vàng San Jose, San Francisco là những nơi tập trung. Bây giờ họ chuyển sang Austin, Texas, vân vân, thưa quý vị. Ngày hôm nay Dow Jones lên được chấm 57, chưa tới một điểm. Từ sáng tới giờ thì xuống, nhưng mà không nhiều, khoảng 5 tới 10 điểm. Nasdaq xuống 167 điểm, S&P 500 xuống hơn 23 điểm. Như chúng tôi đã đưa ra dự đoán vào ngày hôm qua, với cái tình hình của nước Mỹ và ở tại châu Á, họ cũng bắt đầu có những cái ảnh hưởng từ thị trường Mỹ. Ngày hôm nay thì Nikkei đi xuống thay vì đã lên trong suốt tuần lễ qua. Nikkei của Nhật Bản xuống gần 7 điểm. Hồng Kông lên thì hơn chỉ có 6 điểm mà thôi. Thượng Hải xuống 1 điểm. Công trái phiếu 10 năm hôm nay là 1,667, thưa quý vị. Tăng khá mạnh. Và trong suốt 24 giờ vừa qua, từ mức 1,59 hôm nay lên thành 1,6667. Dầu xuống 83 sen, 63 đồng 97 sen. Vàng lên 80 sen mà thôi, 1.731 đồng 70 sen. Giữa tỷ lệ vàng với phân lời công trái phiếu, chúng ta thấy đôi khi đi ngược chiều nhau. Công trái phiếu lên thì vàng khá lên khá chậm, bởi vì giới đầu tư sẽ đổ tiền vào dự trữ ở cái khu vực công trái phiếu khi công trái phiếu phân lời càng ngày càng tăng lên.
Dạ vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì nghi phạm chính cho ba cái vụ nổ súng tại ba cửa tiệm massage với lại spa ở tại Georgia đã chính thức bị cảnh sát bắt được, và người này đã nổ súng bắn tổng cộng làm chết 8 phụ nữ, mà đa số 8 người thưa quý vị, đa số là phụ nữ gốc châu Á. Thì đây là tên tuổi cũng như hình ảnh của nghi phạm, Robert Aaron Long, 21 tuổi thưa quý vị. Và nhờ cái hình ảnh từ một trong ba cái tiệm massage mà bị nổ súng đó, như cái hình quý vị thấy từ cái video camera, thì cảnh sát có cái xe, có cái bảng số, cho nên cảnh sát đã truy tìm hung thủ và bắt được y rất là nhanh lẹ. Thì cảnh sát của quận Cherokee thuộc tiểu bang Georgia, họ cho biết là họ nhận được cuộc gọi đầu tiên là vào khoảng 5 giờ chiều. Cái vụ nổ súng đầu tiên là cửa tiệm Young Asian Massage, thưa quý vị, nằm ở tại khu vực quận Cherokee, là cách Atlanta khoảng chừng 30 dặm đó. Thì ở đó là thủ phạm đã bắn lung tung tất cả mọi người trong đó, và kết quả ở cái tiệm này là có 4 người đã bị thiệt mạng. Và sau khi mà nổ súng ở đây khoảng chừng 45 phút sau đó, thưa quý vị, cảnh sát nói rằng xảy ra hai cái vụ nổ súng liên tục nữa. Cái tiệm thứ nhì bị bắn là Go Massage Spa ở Atlanta. Và khi mà cảnh sát đang đến cái cửa tiệm thứ nhì đó, thì chỉ có vài phút sau thôi, họ nhận được điện thoại là cái con đường đối diện, cửa tiệm đối diện là cửa tiệm thứ ba đó thưa quý vị, Aroma Therapy Spa, hung thủ vẫn đang ở đó và vừa nổ súng bắn người. Thì tổng cộng đến bây giờ đó, cảnh sát họ nói rằng 4 trong số 8 người bị thiệt mạng là phụ nữ châu Á, và truyền thông họ phát hiện thêm là hai nạn nhân thiệt mạng nữa là một nam một nữ người Mỹ trắng. Thì không hiểu hai cái người Mỹ trắng này là khách hay là manager của tiệm thì cảnh sát họ chưa có xác nhận. Sau khi mà cảnh sát họ rượt đến cái cửa tiệm thứ ba đó thưa quý vị, thì họ nói rằng hung thủ đã leo lên xe bỏ chạy, và nhờ cái bảng số xe từ cái cửa tiệm thứ nhất cho nên là cảnh sát mới rượt theo. Và mất khoảng chừng đâu gần 2 giờ đồng hồ, cảnh sát đã phải dựng những cái chốt ở trên những cái con đường freeway đó, và mới bắt được Long. Và hiện nay đó, cảnh sát nói rằng vẫn còn quá sớm để mà họ công bố cái động lực gây án, nhưng mà tất cả nhìn theo những cái chỉ dấu ban đầu, quý vị cũng thấy là cả ba nơi đều là cửa tiệm massage, rồi đa số người chết là phụ nữ châu Á, cho nên có thể phỏng đoán ban đầu có thể đây là một cái vụ kỳ thị nhắm vào người châu Á hay là phụ nữ châu Á. Và đến sáng ngày hôm nay thì chính phủ Nam Hàn cũng thừa nhận là 4 nạn nhân thiệt mạng là gốc là người Nam Hàn của họ thưa quý vị. Bên cạnh đó thì với từ trước cái vụ này là khoảng chừng 2 tháng nay đó, chúng ta cũng nghe liên tục là chuyện người châu Á, nam lẫn nữ, già lẫn trẻ bị tấn công, cho nên là sáng ngày hôm nay cảnh sát ở tại Seattle, Los Angeles và cả New York City họ nói rằng sẽ tăng cường cho lực lượng cảnh sát tuần tra vào những cái nơi này, mà nơi có cộng đồng người châu Á sinh sống nhiều cửa tiệm, để mà bảo vệ an ninh. Trên vùng Oakland, San Francisco ngày hôm qua cũng lại xảy ra một vụ tấn công khiến một người đàn ông gốc châu Á bất tỉnh. Và cái vụ tấn công này đã xảy ra trong thời gian qua do ảnh hưởng của đại dịch mà nhiều tên Mỹ trắng, phần lớn là kỳ thị chủng tộc thưa quý vị. Cái bọn này nó ở Mỹ thì nó sống rải rác ở khắp nơi. Thế nhưng khi mà chúng ra tay vì vấn đề đại dịch Covid-19 này, chúng muốn trả thù và nhắm vào cộng đồng người Mỹ trắng, cộng đồng gốc châu Á. Trong tên này đó, Aaron Long, 21 tuổi này đó, buổi sáng ngày họ cho biết thêm một số các chi tiết đó, là trong suốt thời gian qua hắn thuộc lại mà kỳ thị chủng tộc, hắn tôn thờ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, thích chúa, tôn giáo dữ lắm, đi nhà thờ, thích sở hữu súng, và thậm chí người ta còn biết được là hắn thường xuyên order pizza để ăn nữa, rất thích pizza. Cho nên những cái thứ mà trộn lẫn vào đầu óc này bệnh hoạn đó, đã khiến cho hắn nghĩ rằng bọn cộng đồng người châu Á là kẻ đã gây ra cái tình trạng mà đại dịch ở khắp nơi. Thứ hai nữa, mặc dù cảnh sát không nói cái động lực dẫn đến cái vụ thảm sát này, nhưng mà bởi vì hắn là một người có một cái tín ngưỡng quá khích
Cho nên hắn nghĩ là những cái nơi mà chẳng hạn như hắn nhìn vào cái chữ mà Young Asian đấm bóp mà người châu Á nữ trẻ nữa, thì hắn nghĩ đây là những cái động, những cái ổ mà có những cái hành vi gọi là không có đi ngược lại với những cái tín ngưỡng tôn giáo của hắn. Cho nên hắn kỳ thị và đã nuôi trong lòng cái hận này từ lâu rồi. Và bây giờ ngày hôm qua thì chính thức ra tay. Vì vậy khi mà hắn ra tay đó, súng ống đầy đủ và đã nhắm vào ba cái địa điểm massage đấm bóp này ở tại tiểu bang Georgia gần với Atlanta. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.